Xin chào cả nhà, nay Út làm món vịt cà ri. Thì ở đây Út xin chia sẻ đến cả nhà một cái cách làm cà ri vịt với nước dừa tươi và sữa đặc có đường và sữa tươi, về không có sử dụng cái nước cốt dừa nhưng mà vẫn béo ngon. Ở đây Út sử dụng 800g vịt và mình đi sơ chế, chủ yếu là cái thịt vịt này mình sơ chế cho nó kỹ, không có hôi lông, thì cái món cà ri vịt của mình rất là ngon, góp phần cho món cà ri vịt mình ngon đó bạn. Thì ở đây Út sử dụng gừng, muối, sát qua, rồi mình cũng có sơ chế rượu, muối nữa thêm một lần để cho loại bỏ cái phần hôi lông và chất bẩn ở phía ngoài da của vịt đó, như vậy nó đảm bảo nó sẽ ngon. Thì hôm nay Út sử dụng cái bột cà ri lẻ nha. Ok, ghi lẻ nó sẽ có mùi thơm hơn và có cái lát cà ri nè, chủ yếu lát cà ri. Thì với 800g thì mình không có để hết. Hoặc là ở nhà mình có cái bột nghệ và bột ngũ vị hương mình pha cũng được. Ở đây thì nó có bột nghệ, bột đều, bột cà ri đó. Bột cho 8 phần bột, sữa tươi không đường cho khoảng chừng 1/3, để lát mình khi nấu xong mình cũng cho nha. Mình cũng vẫn sử dụng ngũ vị hương, cái loại này có linh hồi và các cái gia vị nó rất là thơm. Và Út cho khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê dầu màu đều. Dầu màu đều Út sử dụng khoảng chừng muỗng canh. Tương đương với 4 muỗng cà phê. Sữa đặc thì Út sử dụng 1 muỗng canh. Củ hành tím băm, trước tiên là Út ướp như vậy để 15 phút cho cái nó thấm cái phần sữa nè, cái bột. Và Út chiên sơ qua cái phần khoai để nó dậy cái mùi thơm của khoai nè. Cái khoai này thì khoai Nhật kìa, mình không cần chiên cũng được. Thường thường là mình nấu cà ri á, để khoai môn nó sẽ thơm ngon hơn. Do mẹ Út không có ăn được khoai môn, đang kia thử bị nhức, nên ăn khoai môn nó sẽ bị nhức. Sau khi Út chiên khoai rồi thì Út chừa một ít dầu nè, và mình bắt đầu xào thịt. Để Út cho ít tỏi, củ hành tím vào mình phi cho nó thơm, xả cây đập dập. Xả và củ hành tím nó cũng phi thơm thơm rồi, cũng cho thịt vào. Thịt nó săn nè. Thì lúc này thì Út sẽ cho cái sa tế. Cho 2 muỗng cà phê. Và ớt. Nêm muối ớt. Này Út sử dụng nước dừa tươi một nửa và nước lọc một nửa, coi như là 3 lít nước. Mình bắt sôi thì mình cho cái thịt xào vào.
cho khoai chiên vào. Lúc này thì Út kiểm tra là cái phần khoai nó bắt đầu chín, thì Út nêm lại gia vị để cho nó đậm đà. Thì Út sử dụng đường phèn, bột ngọt và muối. Nếu như mình ăn bột ngọt nhiều mình cho nhiều, và đường phèn này là khoảng gần một muỗng canh. Cứ nấu nêm hai lần gia vị như vậy thì nó sẽ được đậm đà và nó giữ cái hương vị. Sau bao nhiêu phút nấu thì nó đã chín rồi đó cả nhà. Thịt cũng chín nè, khoai cũng chín. Sử dụng cái hàng sữa tươi không được khi nãy, còn cho hết. Lúc này là để lửa riu riu. Thì Út sử dụng sữa đặc một muỗng canh, một giá canh, cái này giá canh. Và sau khi Út để sữa tươi và sữa đặc á, thì nó tiêm như vậy nè là mình được rồi đó cả nhà. Và Út cho củ hành tây này, Út mua củ hành tây loại nhỏ. Rồi mình thưởng thức thôi. Mình cho khoảng chừng một phút rồi á, củ hành tây nó đã chín nhanh. Rồi mình thưởng thức, mình cho hủ tiếu. Hủ tiếu nè, Út đã chần qua nước sôi rồi. Và giá, mình thích ăn giá sống thì mình cho giá sống, còn không thì mình trộn sơ qua. Thì cả nhà, thì hôm nay Út cho ăn với hủ tiếu cà ri vịt. Và cái giá sống nè, ăn kèm với quế, muối ớt và tắc. Xin mời cả nhà thưởng thức cùng Út nha. Thì chủ yếu là mình húp cái phần nước. Út ăn cà ri vịt là Út thích nước và khoai lang nhiều hơn là cái thành vịt vịt. Cái phần nước nó có vị cay nhẹ nè, béo béo, mùi thơm. Tuy là mình không sử dụng nước cốt dừa nhưng mà nó vẫn có vị béo và ngọt của khoai lang ra. Chủ yếu là Út ăn khoai lang nhiều hơn. Cái phần khoai lang nó béo, nó bùi bùi, nó tạo ra cái phần chất ngọt cho cái nước cà ri vịt đó, rất là thơm luôn. Giờ Út ăn cái phần thịt vịt xem nó vừa ăn hay không nha, như thế nào. Cái phần thịt vịt đó, nó mềm, nó không có bị hôi á, ăn rất là ngon, đậm đà. Thì video cốt đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video cốt nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Nếu cả nhà thấy Út nấu cà ri vịt nè thiếu những gia vị gì và làm như thế nào chưa có được đúng chuẩn vị á, thì mong các anh chị góp ý cho Út nha, để Út hoàn thiện món cà ri vịt chuẩn vị. Bây giờ Út hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye.